Thì trước khi bắt đầu buổi biểu diễn thì cho em xin được cho Nhật Nguyên xin được giới thiệu một chút. Mùa xuân thì được ví von như là mùa của tình yêu, mùa của cây cỏ đâm chồi nảy lộc, mùa của én lụa thành bầy, và cũng là mùa mà những con người kết thúc những ngày tháng lao động bận rộn trở về với bữa cơm gia đình ấm áp. Thì với những tình yêu cũng như là vẻ đẹp đó đã khơi gợi rất nhiều những cái tình yêu của nhạc sĩ cũng như là các nghệ sĩ của trung tâm Australia biểu diễn những bản nhạc rất là dễ thương, vui tươi, sôi động nhưng cũng không kém phần trầm lắng. Thì hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức đêm nhạc tỏa sáng đam mê của lần thứ hai của trung tâm Australia với sự đăng hoa của các tâm hồn nghệ sĩ để cùng nhau chào đón năm mới đến cũng như là kết thúc năm cũ. Và bắt đầu xin cho phép Nhật Nguyên được gửi lời cảm ơn tới chị Thọ và những người đã làm nên chương trình này của trung tâm Australia, và cũng chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đến tham dự cũng như là chung vui với chương trình. Thì có đôi lời sau khi kết thúc chương trình chúng ta sẽ có một bữa ăn đầm ấm không quen một thế là hoành tráng, rất là mong mọi người ở lại ủng hộ. Thì mở đầu xin được cho Nhật Nguyên, cho Nhật Nguyên xin được mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bản nhạc đầu tiên với giai điệu nhẹ nhàng giản dị, một bản nhạc tình yêu rất lãng mạn có từ miền xưa của đất nước Pháp. Xin mời các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Scapper Fair của anh An. Xin mời anh An ạ. Các bạn ơi, cho một tràng vỗ tay đi ạ. Bản nhạc đầu tiên cũng như là bản nhạc thay vị đầu tiên cho buổi tiệc âm nhạc ngày hôm nay của chúng ta.